Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, chính phủ rối bời, du lịch kiệt quệ vì làn sóng viêm phổi Vũ Hán thứ hai. Du lịch là lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch toàn cầu, nhất là Việt Nam khi mà các doanh nghiệp du lịch mới có dấu hiệu phục hồi trong gần 3 tháng kể từ thời điểm chấm dứt giãn cách xã hội thì nay lại rơi vào tình trạng kiệt quệ khi viêm phổi Vũ Hán đã trở lại bất ngờ vào Việt Nam từ cuối tháng 7. Vào chiều ngày 7 tháng 8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, hiệp hội du lịch, các tỉnh và thành phố. Đây là hình ảnh hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020. Giới chức Việt Nam nhận định ngành du lịch trong nước đang phải chịu một cú đấm bồi khi Việt Nam hứng chịu làn sóng viêm phổi Vũ Hán thứ hai. Lượng du khách hủy tour lên đến 95-100% dịp cuối tháng 7 và tháng 8, hai tháng cao điểm của du lịch nội địa. Doanh nghiệp lữ hành chịu thiệt hại nặng nề do hàng loạt khách vừa hủy tour vừa đòi hoàn lại tiền, trong khi chính sách của các hãng hàng không chỉ cho lùi tiền cọc vé chứ không hoàn trả. Hàng không cho hoãn hủy thời gian tối đa 180 ngày, nhưng tâm lý phổ biến của khách là e ngại không còn nhu cầu đi du lịch. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã nhận định tâm lý e ngại đã khiến rất nhiều khách du lịch hủy tour, không chỉ đến khu vực có dịch mà ngay cả khu vực chưa có dịch. Nhiều địa phương trên cả nước phải ra thông báo hỏa tốc, đóng cửa nhiều điểm tham quan, du lịch, tạm dừng các dịch vụ vui chơi giải trí nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Cũng theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, tính tới ngày 28 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đã có hơn 30.000 khách của 33 công ty du lịch lữ hành tại Hà Nội hủy tour du lịch nội địa. Một số công ty lữ hành lớn như Viettran Tour có khoảng 3.500 khách hủy tour, gây thiệt hại khoảng 21 tỷ đồng. Công ty Hà Nội Tour có khoảng 5.000 khách hủy tour, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Công suất phòng tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn Hà Nội chỉ đạt có khoảng 22%. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sơ bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trên 35.000 chương trình du lịch của các công ty lớn đã bị hủy. Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam Viettravel và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam cho biết số lượng khách hủy tour tính đến ngày 5 tháng 8 lên tới 23.302 lượt khách, thiệt hại 102 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch ảm đạm đã khiến cho 137 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Và nhiều lao động trong ngành du lịch cũng bị rơi vào cảnh bị mất việc làm. Đây là hình ảnh chụp kế hoạch số 1749 phát động chương trình Người Việt đi du lịch ở Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. Thời gian thực hiện chương trình là từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 12 năm 2020. Khi kiểm soát được phần nào dịch bệnh vào tháng 5 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã nhanh chóng phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa. Chương trình này được các doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương hưởng ứng và có những dấu hiệu tích cực. Một số địa chỉ du lịch vốn có thế mạnh về khách nội địa vào mùa hè như Đà Lạt, Sapa dần dần đông đúc. Vào đầu tháng 7 năm 2020, những địa chỉ du lịch gắn với biển đã tung ra nhiều đợt khuyến mãi dành cho khách nội địa và tín hiệu tích cực thấy rõ ở Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Sầm Sơn, Lăng Cô, Hạ Long. Và Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 7 năm 2020, lượng khách đến thủ đô đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng 51,2% so với tháng 6. Và tính riêng tại Đà Nẵng, thông tin từ Sở Du lịch cho biết sau một tháng triển khai chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng Thank You, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong tháng 6 ước tính đạt 454.764 lượt, tăng hơn 85% so với tháng 5. Và ngành du lịch Việt Nam đang đón những dấu hiệu hồi sinh tích cực chống đỡ hệ lụy lây nhiễm thứ nhất, thì làn sóng bùng phát dịch thứ hai đã xuất hiện ở Đà Nẵng và đẩy các doanh nghiệp đến bờ vực thẳm. Đây là hình ảnh các bãi biển du lịch đã vắng vẻ trở lại vào cuối tháng 7. Theo nhà báo Gia Quan, cú đấm bồi mà ngành du lịch đang hứng chịu một cách nghiệt ngã có thể hình dung là một chuỗi đòi nợ dây chuyền. Khách hàng đòi lại tiền từ công ty du lịch đã đặt tour vì họ không biết khi nào mới có thể sắp xếp được thời gian phù hợp để thay đổi chuyến du lịch khác. Còn công ty du lịch đã đòi nợ đối tác khá nan giải, đòi tiền đã đặt tiệc từ nhà hàng, đòi tiền đã đặt phòng từ khách sạn, đòi tiền đã đặt vé từ hãng hàng không. Chẳng có ai muốn lấp liếm hay gian lận, nhưng khó khăn chung, giật đồng nào để đắp đầu nào cũng không êm thắm,
Kết quả, các công ty du lịch đứng giữa hai làn đạn, một bên là khách hàng và một bên là các đơn vị cung cấp dịch vụ. Giám đốc công ty du lịch Liên bang từ Quý Thành chia sẻ tình trạng của công ty mình như sau. Công ty ông có khoảng 80% lượng khách hủy tour. Vì muốn giữ uy tín nên công ty bắt buộc phải hoàn trả lại 100% giá trị tour bằng nguồn vốn dự phòng ngày càng cạn kiệt. Bởi phí đặt cọc vé máy bay nằm ở hãng hàng không rất lớn nhưng lại không thể lấy ra để có thể hoàn tiền cho khách. Công ty phải đặt cọc tiền 1.000 vé máy bay cho hàng không, trung bình 1 triệu đồng một vé. Khi khách hủy tour, hàng không không hoàn tiền hủy vé mà chỉ cho rời ngày. Chỉ tính riêng phí cọc vé máy bay, công ty đã chi 1 tỷ đồng mà không thể lấy ra được. Các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, nhà xe, mỗi đối tác công ty cũng đặt cọc 30%, vì rơi vào cao điểm mùa hè, có nơi đề nghị đặt cọc đến 50%. May mắn là nhờ Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch và các địa phương đã kịp thời khuyến khích các đối tác cung ứng dịch vụ chia sẻ khó khăn với công ty lữ hành. Nhờ đó đến nay đã có khoảng 80% đối tác du lịch đồng ý hoàn tiền đặt cọc cho công ty của ông Thành. Có điều, thời gian để công ty ông nhận lại tiền cọc mất từ 1 đến 2 tháng, nhưng dẫu sao vẫn còn hơn không. Và doanh nghiệp du lịch cũng giống như người đầu bếp, chọn các nguyên liệu chế biến thành món ngon cho du khách, nhưng nay lại rơi vào thế trận khó khăn trăm bề. Những doanh nghiệp du lịch được cho là bị ảnh hưởng đầu tiên và phục hồi sau cùng trong cơn đại dịch. Đây là hình ảnh phòng đẳng cấp 5 sao của khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh đang bán giá chỉ từ 1,8 triệu đồng một đêm để thu hút khách đến ở. Khách sạn nổi tiếng này còn bố trí xe sang đến tận nhà đón khách. Trước đợt lây nhiễm thứ hai của viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam, báo cáo của Tổng cục Du lịch cho biết có tới 95% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên cả nước đã dừng hoạt động. Trong đó có 137 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép. Theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ở khối lữ hành hiện nay có gần 90% doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Số còn lại hoạt động cầm chừng, chủ yếu giải quyết các công việc tồn đọng. Còn ở khối lưu trú, các khách sạn từ 3 đến 5 sao đã cho nhân viên nghỉ việc không lương hoặc chấm dứt hợp đồng lên tới 80-90%. Đối với khách sạn từ 1-2 sao, nhân viên cũng lâm vào tình cảnh tương tự hoặc bị cho nghỉ hẳn. Diễn biến của dịch bệnh rất phức tạp nhưng ngành du lịch không thể dự đoán được gì. Nếu làm tốt như kỳ vọng, hết tháng 8 dịch sẽ được khống chế thì từng bước phục hồi lại. Tuy nhiên, cái khó là khi đã hết hè, hết cao điểm của ngành du lịch nội địa, cuối năm là mùa thấp điểm, các doanh nghiệp hy vọng chỉ cầm cự mà thôi. Và mọi chuyện tốt đẹp thì kỳ vọng vào dịp Tết năm sau, tức là từ năm 2021 trở đi, ngành du lịch may ra mới tăng tốc trở lại. Điều đó có nghĩa là trong một kịch bản lý tưởng nhất thì khó khăn của ngành du lịch sẽ kéo dài tới năm 2021 nếu Việt Nam làm tốt công tác phòng chống dịch. Thế nhưng nhìn vào thực tế, khi hết dịch, hết nguy hiểm về sức khỏe thì nền kinh tế đã cạn kiệt. Người dân phải lo đến nhu cầu tối thiểu như ăn uống để tồn tại thì làm sao nghĩ đến việc đi du lịch, nên khó khăn của ngành công nghiệp không khói chắc chắn sẽ còn kéo dài lâu hơn. Vậy trong hiện tại thì phải tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp bằng cách nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh Sapa luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vừa qua, Sapa lại rơi vào tình trạng vắng khách du lịch. Việc đầu tiên là ngành du lịch đã và đang triển khai là kêu gọi tinh thần hợp tác, cùng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và khách du lịch. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành ở mức có thể vì họ hiện không còn tiền. Về phía du khách, có lẽ cần có cuộc vận động để họ thông cảm và chia sẻ, không đòi tiền ngay lập tức mà chuyển tour đến một địa điểm khác, một thời gian khác, nếu không sẽ đẩy các doanh nghiệp vào đường cùng. Và chỉ có sự thông cảm và chia sẻ từ nhiều bên mới có thể giúp đỡ doanh nghiệp gỡ lại và hồi phục. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam, chính phủ rối bời, du lịch kiệt quệ vì làn sóng viêm phổi Vũ Hán lần 2. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.